Đậu thì cũng không chọn đậu. Đậu tao lấy tivi ra cho bọn bé coi rồi. Đỗ mà nợ chẳng gì nữa. Thì mà cứ nói chán. Thì mà cứ nói chán. Bố bảo bọn bay không coi tivi à. Ê thằng đó đâu rồi? Có về coi tivi không? Ăn cơm chỗ kia. Hai người xấu điên. Hai người xấu điên.
lại ghé ra ngồi đi. Hai người xấu điên. Hai người xấu điên. Cô nói gì mẹ? Ngồi xuống. Yeah.
Em ai ngồi chờ sao vậy? Tao không ngồi được. Sao tao không ngồi được? Lại nữa. Tao có biết làm đâu. Tao có biết làm gì nữa đâu. Rover lọc ma có liên quan.
ở đâu tao có thấy đâu. Ở đâu tao có thấy đâu. Ở đâu? Ê, tìm được rồi. Đi học. Khi nào mới chạm?